Xin chào, thật vui khi lại được gặp các bạn trong tập phim hôm nay. Hãy cùng Funny Ghost đưa các bạn khám phá thế giới tu tiên hôm nay nhé. Tư Phượng đoán ra nhất định thiên giới đã giở trò khiến toàn cơ chịu giày vò chín kiếp. Liễu đại ca tức giận nói anh thì cũng kém gì chín kiếp trải qua với cô. Tư Phượng nói chỉ cần anh ngăn cản toàn cơ trở thành ma sát tinh để cô được giải thoát có chết anh cũng cam lòng. Liễu đại ca bất lực, Tư Phượng nói muốn Vô Tri Kỳ giúp anh. Hôn lễ của Linh Lung và toàn cơ cùng diễn ra, Linh Lung thì hớn hở còn toàn cơ buồn rầu. Cô đến gặp Hạo Thần hỏi tại sao anh lừa cô. Anh vẫn cố chấp nói biết cô sẽ mềm lòng nên mới cố tình làm như thế, tất cả là vì tốt cho cô. Cô nói nếu như vậy thì cô không làm được. Hạo Thần nói nếu như vậy thì chấm dứt mọi thứ. Hôn lễ cô không tự nguyện, anh cũng không ép, nhưng anh vẫn muốn cô nhớ lời thề sẽ bảo vệ bí cảnh, nếu không giữ được phải tự tay hủy lưu ly chản không cho ma sát tinh tái thế. Cô đắn đo cuối cùng cũng đồng ý. Tư Phượng gặp Vô Tri Kỳ muốn nhờ anh bất luận thế nào cũng không đưa quân Thiên Sách Hải cho Nguyên Lãng. Tư Phượng thừa nhận không muốn để giới yêu ma chiến tranh liên miên, điều này hợp ý Vô Tri Kỳ nên hắn đồng ý giúp anh. Tư Phượng hỏi về chuyện đỉnh hồn, Vô Tri Kỳ nói nếu thu thập đủ 99 linh hồn sẽ hình thành trận pháp hút linh lực người sống mà người bị hút sẽ biến thành xác khô. Hai người suy đoán liền phát hiện ra Nguyên Lãng muốn hút sức mạnh của chiến thần liền lo lắng. Vô Tri Kỳ muốn tương kế tự kế lúc Nguyên Lãng không để ý phá vỡ đỉnh hồn, hai người quyết tâm lừa Nguyên Lãng. Vô Tri Kỳ hứa sẽ giúp Tư Phượng ba việc, hai việc còn lại sẽ để anh suy nghĩ. Đang định uống rượu tiếp thì Hồ Yêu lại đến dính người khiến Vô Tri Kỳ bất lực, còn Tư Phượng thì ngưỡng mộ. Nguyên Lãng định uống rượu thì bị Vô Tri Kỳ cướp mất còn chê không ngon, hai người ôn lại những ký ức ngày xưa, Vô Tri Kỳ lừa hắn ra tay giết toàn cơ, tiêu diệt thiên giới. Hạo Thần sắp hết thời hạn ở trần gian, anh không còn cách nào tiếp tục độ kiếp cho cô, thà tự tay hủy đi cô. Tư Mệnh nghe thấy cũng đau lòng. Ly Trạch Cung mở tiệc chiêu đãi muốn lừa Nguyên Lãng ra tay với toàn cơ, Nguyên Lãng mắc bẫy nói ra việc dùng đỉnh hồn. Tư Phượng và Vô Tri Kỳ phối hợp rất ăn ý, quyết ba ngày sau cùng hắn tấn công phái Thiếu Dương. Nguyên Lãng đến cứu Nhược Ngọc muốn anh theo dõi Tư Phượng vì hắn vẫn chưa thực sự tin tưởng. Ô Đồng cầu xin hắn cứu ra thể sống thể chết, Nguyên Lãng đưa hắn đến ma vực phế khư. Nơi đây là tàn tích của trận chiến năm xưa nên rất nhiều sát khí, Nguyên Lãng muốn đưa Ô Đồng đến đây để hắn giúp lấy Tu La Tinh. Ô Đồng sợ hãi bỏ chạy thì bị tóm được vứt xuống bên dưới làm bàn đạp. Nguyên Lãng vận công giải thoát cho Tu La Vương. Ô Đồng dưới nước đau đớn vùng vẫy, ba bông sen hợp vào người hắn khiến hắn biến hóa lạ kỳ. Tư Phượng nói Nguyên Lãng vẫn chưa tin tưởng hẳn, Vô Tri Kỳ cũng đoán ra chắc chắn hắn còn điều che giấu. Yên Nhiên yếu ớt dõi theo Tư Phượng suýt ngất đi thì được Nhược Ngọc đỡ lấy, cô tức giận đẩy anh ra nói anh là đồ phản bội, muốn giết anh nhưng lại ngất đi. Anh bế cô về phòng Tư Phượng, cô tỉnh lại thấy Tư Phượng thì ngại ngùng, Tư Phượng cũng xin lỗi và bảo cô từ nay theo mình nhưng không được cãi lời. Cô bày tỏ tình cảm của mình nhưng anh nói chỉ xem cô là bạn, cho phép cô rời xa anh sống cuộc sống của mình. Cô tức giận mắng anh rồi khóc LCS chạy đi. Nguyên Lãng đến báo mọi thứ đã chuẩn bị tốt, chỉ cần anh dụ toàn cơ vào pháp trận, anh đồng ý nhưng hắn lại bắt đầu thăm dò anh, nhưng anh lại bắt đầu diễn rất đạt. Nguyên Lãng vẫn rất nghi ngờ sai Nhược Ngọc để ý toàn cơ và Tư Phượng, đột nhiên Ô Đồng lao đến đánh Nguyên Lãng thì bị hắn đánh trả đến trọng thương. Cơ thể của Ô Đồng giờ đây đã nửa người nửa yêu, mang nặng sát khí, Nguyên Lãng giúp hắn che đi yêu khí muốn hắn canh giữ sát linh đại quân, sau này sẽ giúp hắn ổn định sát khí trong người. Linh Lung vui vẻ chuẩn bị hôn lễ nhưng toàn cơ cứ thất thần, hai chị em an ủi nhau nhất định sẽ có được hạnh phúc. Toàn cơ ra đến cổng thì thấy Tư Phượng phi kiếm đến trước mặt cô rồi chạy mất, bèn đuổi theo. Nguyên Lãng bày trận đợi toàn cơ, Tư Phượng và Vô Tri Kỳ đánh mắt nhìn nhau. Nhược Ngọc nấp ở xa theo dõi, Ô Đồng dẫn theo sát tinh đại quân đến nghe lệnh từ Nhược Ngọc đánh vào Thiếu Dương phái. Toàn cơ chạy đến rơi vào pháp trận khuyên can Tư Phượng nhưng anh không nghe. Nguyên Lãng bắt đầu bày trận, không ngờ toàn cơ là Hồ Yêu đóng giả, Tư Phượng và Vô Tri Kỳ dùng đỉnh hồn hút sức mạnh của hắn khiến hắn vùng vẫy nhưng bị hai người liên tục cà khịa. Toàn cơ đi vào tận sâu trong rừng thì phát hiện bị Lạc Cô vung kiếm chém cây thì Liễu đại ca hiện ra xin tha. Cô tra hỏi anh có phải Tư Phượng sai anh đến không thì anh đánh lạc hướng cô rồi chạy mất. Hôn lễ của Linh Lung diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người. Nguyên Lãng cầu xin Tư Phượng tha thứ nhưng anh nói anh không phải ma sát tinh khiến hắn tức giận mắng chửi, Vô Tri Kỳ cũng mắng lại hắn sấp mặt. Cuối cùng Nguyên Lãng tan biến nhưng Vô Tri Kỳ lại phát hiện ra hắn có thuật phân thân và có người tiến đánh Thiếu Dương phái liền gấp rút bay tới. Nguyên Lãng nhập hồn vào Tu La Tinh quyết tâm lấy Lưu Ly Chản. Hạo Thần vận công phá vỡ Lưu Ly Chản nhưng không được, cơ thể phàm trần của anh sắp không chịu nổi thì phát hiện ra Tu La Tinh đến muốn lấy Lưu Ly Chản nên đánh nhau với hắn. Mẫn Ngôn đến tìm Hạo Thần mời rượu thì phát hiện ra Ô Đồng, hai người cũng lao vào đánh nhau tranh giành Linh Lung. Mẫn Ngôn bị đánh trọng thương được Nhược Ngọc đỡ lấy, Ô Đồng vội chạy đi, Mẫn Ngôn định đuổi theo thì Nhược Ngọc ngăn lại nói anh bị thương rồi. Mẫn Ngôn thấy Nhược Ngọc còn sống mới ngẫm thấy Tư Phượng nói đúng, vô cùng tức giận đẩy Nhược Ngọc ra. Nhược Ngọc nhận tội càng không muốn Mẫn Ngôn đi vào chỗ chết nhưng bị Mẫn Ngôn điểm huyệt chạy đi. Hạo Thần bị Tu La Tinh đánh hộc máu, may có Tư Phượng và Vô Tri Kỳ đến cứu. Tư Phượng ra tay giết Tu La Tinh nhưng lại khiến Lưu Ly Chản biến động, toàn cơ thấy vội chạy đến. Linh Lung đang chờ Mẫn Ngôn thì Ô Đồng đến vén khăn trùm đầu của cô khiến cô sợ hãi, hắn điểm huyệt rồi bế cô đi. Mẫn Ngôn đến, Ô Đồng đánh anh gần chết khiến Linh Lung sợ hãi cầu xin nguyện ý đi theo Ô Đồng mong hắn tha cho Mẫn Ngôn nhưng hắn vẫn ra tay. Một tia sáng đánh tới hắn vội lấy khăn trùm đầu của cô rồi rời đi. Mọi người đến giải huyệt cho Linh Lung, cô ôm Mẫn Ngôn khóc, anh ngất đi trong lòng cô. Mọi người đưa anh về phòng rồi đi đến bí cảnh. Tu La Tinh bị Tư Phượng đâm 12 nhát kiếm, Vô Tri Kỳ xui anh hóa kim xích điểu để khắc hắn khiến Tu La tan biến. Yêu ma tràn ra khắp nơi nhưng lại đột ngột biến mất. Tư Phượng ra tay cứu Hạo Thần lại bị anh đẩy ra nói lời mỉa mai khó hiểu.
Thấy tiếng Toàn Cơ gọi, Hạo Thần lao vào đánh Tư Phượng, tự lấy kiếm của Tư Phượng đâm mình đổ tội cho anh. Toàn Cơ và mọi người đến thấy cảnh này bèn ra tay với Tư Phượng. Tư Phượng ngơ ngác, may có Vô Chi Kỳ ngăn lại. Vô Chi Kỳ và Tư Phượng giải thích nhưng mọi người không tin. Hạo Thần thêm dầu vào lửa vu oan cho Tư Phượng, bắt cô hứa sẽ hủy Lưu Ly Chản. Tư Phượng giải thích trong vô vọng. Hạo Thần mất, Toàn Cơ đau khổ vô cùng, đem nỗi uất hận chút lên Tư Phượng, dùng kiếm đâm anh mặc kệ mọi lời anh nói. Toàn Cơ rút kiếm ra khiến anh đau đớn tột cùng. Anh thất vọng đã hiểu vì sao chín kiếp anh đều trải qua như vậy, nói cô là người không có trái tim. Toàn Cơ tung kiếm đánh anh thì bị Vô Chi Kỳ cản lại. Vô Chi Kỳ mắng cho hai người một trận rồi đưa Tư Phượng đi mất. Phái Thiếu Dương ôm Hạo Thần gào khóc, Toàn Cơ thề sẽ hủy Lưu Ly Chản. Tư Phượng tỉnh lại, Vô Chi Kỳ mắng anh ngốc, hai người định về Ly Trạch Cung thì phát hiện Lưu Ly Chản gặp nguy, liền đoán ngay ra Toàn Cơ làm. Toàn Cơ vận công phá hủy Lưu Ly Chản mãi không được, mọi người ở bên ngoài bảo hộ cô thấy Tư Phượng lao tới bèn ra tay. Tư Phượng nói anh phải ngăn cản cô nhưng mọi người nhất định không chịu, đằng xa xuất hiện nói cô không thể hủy được Lưu Ly Chản. Mọi người quay lại nhìn Toàn Cơ mệt mỏi, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người đàn ông xa lạ bị đâm. Trừ trưởng môn quay ra đổ lỗi cho Tư Phượng, nói là do anh giở trò, đằng xa giải thích Toàn Cơ không hủy được Lưu Ly Chản. Nếu hủy đi cô cũng sẽ chết vì cô chính là ma sát tinh, nhưng chữ ma sát tinh chưa kịp phát ra đã như có gì chặn họng đến phun máu. Hắn lôi cuộn giấy ghi chép trên thiên giới ra cũng bị biến mất, hắn tức giận mắng thiên giới, nghi ngờ thân phận Hạo Thần. Thấy Toàn Cơ sắp không chịu nổi, Tư Phượng lao lên, Đằng Xà và Vô Chi Kỳ vận công giữ chân mọi người. Tư Phượng dùng kiếm muốn chặn liên kết giữa Toàn Cơ và Lưu Ly Chản nhưng bị phản vệ, Vô Chi Kỳ ngăn anh lại nhưng anh không nghe, bắt Đằng Xà nói ra cách giải. Đằng Xà nói phải dùng quân thiên sách hải nhưng nếu làm vậy Tư Phượng sẽ chết. Tư Phượng quyết tâm làm cầu xin Vô Chi Kỳ để anh làm, dùng hai điều kiện mà hắn nợ anh để uy hiếp. Vô Chi Kỳ buộc phải đưa cho anh vận công cắt đứt liên kết, Toàn Cơ rơi xuống được anh đỡ lấy nhưng không ngờ nguyên thần của ma sát tinh lại sắp thoát ra khỏi Lưu Ly Chản, mọi người hốt hoảng. Tư Phượng nhờ Đằng Xà chăm Toàn Cơ rồi vận công dùng 12 lông vũ của mình phong ấn Lưu Ly Chản, cuối cùng cũng khiến nó về nguyên vị trí. Anh dặn Đằng Xà chuyện hôm nay không để cho Toàn Cơ biết rồi đau lòng ngất đi. Mọi người định đuổi theo Tư Phượng thì bị Đằng Xà mắng cho xối xả, từ đó cũng biết anh không phải ma sát tinh. Nhưng Ngọc chạy trốn đau khổ vì không biết e gái ở đâu thì lại nhặt được một chiếc lông đen. Tư Phượng đã mất hết linh lực giao lại lệnh bài cho La trưởng lão nhưng ông không nhận, vẫn muốn anh tiếp tục làm cung chủ. Liễu đại ca cũng khuyên can vì biết anh định âm thầm rời đi. Sức mạnh quân thiên sách hải đang cuồn cuộn trong người anh, sợ có một ngày vỡ ra sẽ khiến người khác lợi dụng thả ma sát tinh nên anh muốn chết cách thật xa Toàn Cơ. Liễu đại ca khuyên anh uống vong tình đan. Toàn Cơ tỉnh lại tức ác mộng, Linh Lung và Đằng Xà nói dối cha cô đã phong ấn Lưu Ly Chản, nói Hạo Thần sư huynh nhầm rồi, cô không thể phá hủy nó. Toàn Cơ không tin lắm bèn đi đến bí cảnh thì bị Đằng Xà cản lại. Cô kể cô đã thấy thần hồn ma sát tinh bị mổ xẻ và cô cảm nhận được sự đau khổ đó, muốn đi hủy Lưu Ly Chản. Đằng Xà ra sức ngăn cản khiến cô nghi ngờ, quyết tâm điều tra thì thấy phong ấn của Kim Xích Điểu. Đằng Xà buộc phải nói sự thật cho cô nghe, giải thích anh không phải ma sát tinh khiến cô vội vàng muốn đi tìm anh. Cha cô đến báo tin Ly Trạch Cung đã rời đi. Đại sư huynh cũng đến nói thấy tung tích Ô Đồng ở Bất Chu Sơn, Linh Lung đã chạy đến đó quyết tâm báo thù, Toàn Cơ vội đuổi theo. Linh Lung vào Bất Chu Sơn đánh lén Ô Đồng đang hút linh lực của hai đệ tử thì bị hắn bắt được, sỉ nhục không ngừng khiến cô đau khổ. Hắn nói muốn bố trí tân phòng để cưới cô nhưng không ngờ cô dùng bản thân làm vật tế lôi trận, muốn đồng quy vu tận với hắn, cô trói hắn lại, trời đất ầm ầm sấm sét. Toàn Cơ lao đến, các thần tu định ngăn cản thì bị Đằng Xà chặn lại. Linh Lung được Toàn Cơ đỡ lấy, hai chị em đang cảm động ôm nhau, không ngờ Ô Đồng trồm dậy, hắn cũng nói cho cô sự thật về Tư Phượng. Linh Lung dùng kiếm lao đến đánh hắn, Toàn Cơ bị sấm sét đánh bật ra. Ô Đồng đang định đánh Linh Lung thì bị sét đánh vào người ngã ra đất, Linh Lung nhân cơ hội đâm hắn, hắn điên rồi, giờ phút này lại bày tỏ tình cảm với cô. Hắn lôi cô ra khỏi phần như thành, muốn cô mãi mãi bên hắn nhưng cô vùng vẫy không chịu, cửa thành sắp đóng lại, nếu không ra được sẽ bị nhốt vĩnh viễn. Hắn đẩy cô về phía Toàn Cơ, Toàn Cơ đỡ lấy nhưng cảm giác không kịp bèn đẩy cô lên trên. Toàn Cơ và Ô Đồng bị hút vào trong, còn Linh Lung đã thoát được. Toàn Cơ rơi xuống nước, Vong Xuyên nhớ lại tất cả mọi chuyện trước kia, còn nhìn thấy Tư Phượng ở chín kiếp thì vô cùng đau lòng, ký ức thiên giới cũng có Kim Xích Điểu anh cứu cô cùng cô độ kiếp. Toàn Cơ được Đằng Xà vớt lên, các ký ức với Tư Phượng hiện lên rõ ràng, cô hiểu ra mọi thứ, oán trách thiên giới, đau khổ khóc lóc. Đằng Xà vội nói hắn gặp Đình Nô được Tư Phượng nhờ đến cứu Mẫn Ngôn, cô vội rời đi. Mẫn Ngôn được cứu tỉnh lại, Linh Lung ôm anh không rời. Đình Nô gửi lời Tư Phượng đến Trừ Trưởng Môn rằng anh sẽ không quan tâm chuyện yêu ma hạ giới nữa, nhưng cũng đảm bảo Kim Xích Điểu sẽ không dính dáng đến con người, còn gửi thuốc cho Hồng sư phụ rồi rời đi. Hồng sư phụ nói thật ra cô cũng không biết ai đánh ngã mình, Mẫn Ngôn nói ngay là Nhược Ngọc. Mọi người đều hiểu ra Tư Phượng không hề gây ra chuyện gì, Toàn Cơ vội đuổi theo Đình Nô để tìm Tư Phượng thì thấy Liễu đại ca đang tức giận nói về sự thật về Hạo Thần. Cô rất ngỡ ngàng bèn chạy ra hỏi lại thì bị anh mắng té tát. Cô xin anh nói chỗ ở của Tư Phượng nhưng anh không cho nói, tình nhân chú đã phát tác hai lần rồi, nếu thêm lần nữa sẽ chết, bảo cô cách xa ra. Cô không hiểu gì về tình nhân chú, anh lại phải giải thích cho cô nghe và kể tất cả gian khổ mà Tư Phượng phải chịu. Cô vô cùng đau khổ đến Ly Trạch Cung, tí nữa thì ngã xuống biển, may mà có Đằng Xà đỡ, cô vô cùng tự trách và hối hận. Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi, nhớ like và đăng ký kênh Funny Ghost Review, nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo tập phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo.